chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ đốn cái cây đào này để cho ra ngoài đất. Sau khi chơi Tết, hôm nay đã là ngoài mùng 10 rồi. Cây nó tàn gần hết hoa rồi. Cái này mình nuôi. Mình cứ nuôi thôi, nuôi để cho nó thanh nam mai thành đào to. Thì cái kích thước, tức là cái chiều cao ấy mà anh em nên để là bao nhiêu? Thì anh em đo từ cái mặt đất nhá. Từ mặt đất này đo lên khoảng 90 phân đến 95 phân nhá. 2 3 4 80 phân đến 90 phân chỗ này, 95 phân đến chỗ này. Anh em chẳng phải đốn ở đây để cái giữ cái mấy cái đầu cành này đâu, anh em đốn thẳng đây này. Cắt thẳng đây này cho nó lên. Nhiều anh em cũng sốt ruột là cắt ở phần trên này để nó lên mầm ở đây, không cần thiết đâu. Đào nó lên nhánh ghê lắm cho nên là cứ cắt ở đây này. Đốn không khênh nó nhẹ anh em ạ. Tội gì mà khênh. Cái này mình đánh ở vườn vào. Đánh vườn vào, bây giờ mình lại cho nó ra vườn. Trồng sang năm lại có cây mới không phải mua. Có cây đẹp long lanh luôn. Cây to chắc thế này. Cái này thực ra là không phải ghép đâu. Anh em cứ để này nó lên mầm để chơi hoa đẹp hết. Anh em thích màu gì để nó khi nào ghép vào đầu thân này, này ghép vào da này. Hoặc là để nó lên mầm ghép đấu vào cành cũng được này. Nhưng mà làm sao mà phải ghép cả chơi hết. Cắt tí nữa hạ ra đất. Cái này mình để được gần 1 mét, à tức là 1 mét là cao, chúng ta nó chỉ tầm 5-60 phân. Đào chắc phết không đùa đâu anh em ạ. Bây giờ vôi cho một tí keo liền sẹo vào đây cho nó khỏi nấm. Trước khi cho ra đất thì bôi một tí keo liền sẹo. Đây keo Mỹ Tiến nhá anh em nhá. Ui, nó chắc này mà. Keo mà. Đấy. Bôi cho tí. Đây này. Cho vi khuẩn nó khỏi xâm nhập, nấm mốc khỏi xâm nhập. Nào khô thì bắt đầu tiến hành vận chuyển ra trồng xuống dưới đất. Một thời gian là nó nảy mầm thôi anh em. Nảy mầm thì bắt đầu thích làm tán của gì làm.
ngọn nó dài một chút thì khi mầm nó dài một chút thì anh em có thể kéo thành tán, hoặc là anh em có thể bấm ngọn để cho nó ra chí, rất đơn giản mà. Có keo lì xèo này mua có mấy chục nghìn thôi mà dùng cả năm chả hết, mi tiến nha anh em. Có cái loại keo đen nó như là kiểu là màu đen, nó giống như kiểu như đường ấy, ngoài đây dùng tốt nhưng mà bẩn lắm. Tôi dùng cái này được rồi. Để đào file kép, đào kép file đây này, tí nữa mình khênh ra ngoài thì thả xuống đất, mang cái chậu này đi trồng hoa hồng. Xin cảm ơn anh em.